Trong thế giới công nghệ và thời trang xa xỉ, chiếc iPhone 16 Pro Max vàng nguyên khối, AU750 khắc hình phượng hoàng chính là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho những người muốn khẳng định đẳng cấp và phong cách riêng biệt. Đây không chỉ là một chiếc điện thoại thông minh, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ hiện đại của Apple và thiết kế thủ công tinh xảo, mang biểu tượng phượng hoàng quyền lực. Sản phẩm được chế tác từ vàng nguyên khối, AU750 cao cấp, đảm bảo độ bền cao và khả năng giữ màu hoàn hảo. Chất liệu vàng AU750 không chỉ mang lại vẻ đẹp lộng lẫy, quý phái mà còn thể hiện đẳng cấp của người sở hữu. Với sự kết hợp của sắc vàng quý giá và hình ảnh phượng hoàng chạm khắc tỉ mỉ, sản phẩm này mang lại vẻ đẹp vượt thời gian và khó ai có thể bỏ qua. Hình ảnh phượng hoàng được khắc tinh xảo trên mặt lưng iPhone mang ý nghĩa sâu sắc, tượng trưng cho sự mạnh mẽ, tài lộc và may mắn. Chi tiết lông vũ và nét bay bổng của phượng hoàng được khắc họa chân thực, tạo nên một thiết kế không chỉ đẹp mà còn có giá trị nghệ thuật cao.